Buôn Ma Thuột, mảnh đất đại ngàn linh thiêng, với những bản trường ca sử thi hào hùng, cùng những người con của núi rừng phóng khoáng, giàu truyền thống tốt đẹp, đã hun đúc tạo nên những khác biệt về giá trị thương hiệu. Đó là cà phê Buôn Ma Thuột. Buôn Ma Thuột, thành phố được coi là thủ phủ cà phê Việt Nam. Việc uống cà phê đã trở thành một nét văn hóa, một phong cách sống. Ở phố núi này, từ cà phê bình dân đến các quán cà phê có thương hiệu, bạn đều có thể dừng chân và thưởng thức một ly cà phê ngon, hảo hạng. Cuộc sống hiện đại, cách uống cà phê pha sẵn đang dần thay thế những ly cà phê phin. Tuy nhiên, ở thành phố Buôn Ma Thuột vẫn âm thầm níu giữ lại cách uống cà phê phin theo phương thức truyền thống với nguyên liệu sạch và không bị pha trộn. Ly cà phê sóng sánh có màu từ cánh gián đến nâu đậm, vị đắng nhiều tầng lớp hòa với độ chua nhẹ, hương thơm dịu dàng, hấp dẫn làm ngây ngất các tín đồ đam mê cà phê. Những ai đã một lần thưởng thức cà phê Buôn Ma Thuột thì sẽ chẳng thể nào quên được hương vị thơm ngon đậm đà này. Cà phê được người Pháp đưa vào trồng tại Đắk Lắk cách đây hơn 100 năm. Đến nay, Đắk Lắk có khoảng 210.000 hecta cà phê, sản lượng trên 500.000 tấn mỗi năm, chiếm hơn 30% sản lượng cà phê cả nước. Tại đây, giống cà phê chính được trồng là cà phê Robusta, còn gọi là cà phê vối. Để hạt cà phê mang đầy đủ hương vị đặc trưng, người ta chỉ thu hái những vườn cây có từ 90% quả chín trên cành, hoặc chỉ hái có chọn lọc những quả chín đỏ. Hiện nay có nhiều phương pháp chế biến cà phê, nhưng chế biến khô được các hộ nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ sử dụng phổ biến. Theo đó, quả cà phê sau khi thu hoạch được loại bỏ quả xanh, đất đá bằng tay hoặc bằng máy, đem vào rửa sạch, sau đó phơi khô, quả cà phê sẽ được đem xay và tách hạt. Phương pháp này sẽ giúp hạt cà phê hấp thu được hết vị ngọt từ vỏ và quả chín mọng. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, cùng chất lượng được người nông dân chăm chút đến từng hạt cà phê khiến cho mỗi cách rang, nhiệt độ khác nhau sẽ cho ra một hương vị riêng của mỗi thương hiệu cà phê. Với 100% cà phê nguyên chất, từ cách trồng hữu cơ đến thu hoạch công phu bằng máy hoặc bằng tay, sau đó sơ chế sạch, cuối cùng là công thức và bí quyết rang xay đặc biệt. Cà phê Buôn Ma Thuột ghi dấu ấn trong lòng mọi người bằng hương thơm vô cùng quyến rũ, khiến ta cứ nhớ mãi không quên. Để hòa nhập với sự vận động của cà phê thế giới và mục tiêu biến Buôn Ma Thuột thành điểm đến của cà phê thế giới, cà phê Buôn Ma Thuột cũng chuyển mình nâng cao sự trải nghiệm với những phương pháp pha hiện đại hơn như pha bằng máy hoặc bằng phễu, thì hạt cà phê Buôn Ma Thuột vẫn đáp ứng xuất sắc các thay đổi của thế giới, nhưng vẫn giữ gìn phong cách truyền thống của cà phê Buôn Ma Thuột nói riêng, cà phê Việt Nam nói chung. Cà phê là một thức uống thân thuộc với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, có mặt ở khắp các vùng miền với nhiều phong cách khác nhau. Nhưng có lẽ một lần thưởng thức cà phê ở xứ sở đầy nắng và gió Buôn Ma Thuột, xứ sở ba gian huyền thoại, khiến ta thấy khó quên, bởi ngoài vị cà phê thơm, còn vương trong đó là hương vị của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.